Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh UK. Giới thiệu với quý vị và các bạn, chúng ta đang đứng chân tại triển lãm Triệu Điền, Long Biên, Hà Nội và khai trương tuyến phố chuyên doanh hoa và cây cảnh Long Biên. Hiện tại chúng ta đang đứng trước tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Trong thời gian vừa rồi chúng ta đã được theo dõi rất nhiều và có rất nhiều cái thông tin truyền đến quý vị và các bạn và những cái cảm xúc của khán giả trên kênh Yêu Cây đưa về. Con chào thầy nhá. Chào kênh Yêu Cây. Vâng. Dạ vâng. Anh này ơi, em hôm nay có một cái vấn đề đang rất nóng bỏng muốn được được anh chia sẻ cùng với lại cộng đồng Yêu Cây. Đặc biệt là kênh Yêu Cây luôn quan tâm đến những cái điều khán giả đang trăn trở, đang hỏi, và đặc biệt là hôm nay em muốn truyền tải một câu hỏi của một khán giả thôi, của một gọi là số ít khán giả hỏi về tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Nhưng em nghĩ đây là khán giả cũng hỏi vui thôi. Đấy. Thì khán giả hỏi là đây là tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp này có đủ nồi bánh chưng không? Thì theo quan điểm của thầy sẽ trả lời thế nào ạ? Tức là cái câu hỏi mà ở trên kênh của Yêu Cây là có đủ nồi bánh chưng không, đúng không? Vâng. Cái này nó có hai ý nha. Gã Đầu Bạc cũng rất chi là ok, bởi vì tất cả các cái comment và những người đam mê cũng như là những cái comment mang cái tính chất gọi là spam. Đấy, rồi thì những người ta không chơi, hiểu không? Hoặc người ta cũng không hiểu. Khi mà người ta thấy một cái tác phẩm hoặc là đánh giá một cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật với cái giá trị cao thì thường là người ta sẽ nói là cây này là không đủ lôi bánh chưng, hoặc là cây này là quê tôi đầy, gọi là toàn chặt để đun vân vân. Thế thì nó có một cái câu chuyện như này. Tức là gã Đầu Bạc cũng ngoài 50 tuổi rồi. Và ít nhất thì cũng phải có khoảng, tức là các cái thời gian gần đây khoảng 15 đến 25 gần đây, thì cái việc mà nấu bánh chưng ấy vào những cái dịp mà Tết Nguyên Đán ấy thì nó không đều như là cái tuổi thơ. Đấy, thế nhưng mà mình cũng muốn chuyển tải một cái thông điệp và cũng trả lời luôn kênh Yêu Cây là như thế này, và bạn nào có comment như thế thì để cho bạn ấy hiểu. Thứ nhất là đối với những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao nhá, về cây cảnh. Đấy. Thế nếu như gia đình nào hoặc là cái bạn đấy mà vô tình mà bạn ấy kiểu như là, một là có thể là bạn ấy không thích là một, hai là bạn ấy cố tình là hai, thì cái việc đầu tiên là bạn ấy đã là cái người không có văn hóa và không hiểu biết gì về cây cảnh cả. Thế mà đặc biệt chốt lại một cái câu là như thế này: nếu như bạn nào mà đem cái tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là cây cảnh, đem ra để đun bánh chưng ấy, thì chắc chắn cái dòng họ đấy là sẽ mù mắt đó nha, vì cái khói của những cái cây này nó rất độc. Nhưng về nghệ thuật thì giá trị của nó cực kỳ lớn, cho nên anh em nào mà định mang cây cảnh ra nấu bánh chưng hoặc là có ý định như thế thì tốt nhất là bỏ đi nhá, lơ mơ là cả họ là mù mắt đó. Trả lời bạn ấy như thế nhá. Vâng, xin cảm ơn gã Đầu Bạc, xin gửi câu trả lời chính thức từ gã Đầu Bạc truyền tải tới khán giả. Và vâng, chào các bác.